Xin mến chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn tham khảo một cây máy cắt cỏ nha. Cái máy cắt cỏ này nó có thương hiệu là Maruyama và nó có cái tên riêng là MB260 260 260 đó các bạn. Cây máy này nó sở hữu một cái nòng là 34 ly nha các bạn. Và dung tích xi lanh nó là 26cc. Với tầm làm vườn của mình rất là vừa tay các bạn. Rất là mạnh mẽ, rất là vừa tay ha. Không quá mạnh mà cũng không hề yếu các bạn. 26cc là một cái phân khối rất là vừa với nhà vườn của mình ha. Cắt cỏ cũng ngon, bơm nước cũng ngon ha. Rất là vừa tay. Nó sở hữu một cái chụp giật thường nha các bạn, chụp giật siêu bền, còn rất là đẹp luôn. Dòng máy nắp xăng kính nha các bạn, nắp xăng kính không có lỗ thông hơi nha, rất là tiết kiệm xăng, không có bị đổ xăng ở nắp ha. Ở đây nó có cảnh báo mình khi châm nhiên liệu vào máy thì gồm có xăng cộng với nhớt nha các bạn. Xăng cộng với nhớt ha. Với tỷ lệ là khoảng 50cc cho đến 70cc trên 1 lít xăng nha các bạn. 50cc nhớt cho đến 70cc nhớt trên 1 lít xăng. Thì cái máy chạy rất là bền các bạn. Độ bền của máy rất là cao ha. Không có sợ chạy xước sơ mi bê tông ha. Nên nhớ là phải xài nhớt hai thì nha các bạn. Nhớt hai thì. Vì động cơ của mình gọi là động cơ hai thì cho nên phải xài nhớt hai thì nó mới thích hợp nha, không được xài nhớt bốn thì nha. Nó có một cái lỗ thông hơi riêng ha. Nó đặc biệt là nó chạy một cái chế quạt khí quanh rồ tự động nha các bạn. Chế quanh rồ tự động xài xăng rất là ổn định ha, nó không bị chạy xước sơ mi ha. Lý do là xăng này được nhà chế tạo ấn định nha, có một cái lỗ trót nhà chế tạo ấn định là nó không dư cũng không thiếu nữa các bạn. Ở đây nó có một cái số series đây các bạn. Các bạn có thể chụp hình lại ha và phóng to ra để xem đây là số series của nó ha. Đây, số series của nó. Ở dưới chân này nó có số nòng nữa các bạn. Đây, các bạn có thể chụp hình lại ha, số series và số nòng nữa nè. Đây, các bạn nào tinh mắt thì sẽ thấy ở đây có chữ quanh rồ ha. Đây, chữ quanh rồ, chánh tông. Chế quạt khí Nhật ha, chế quạt khí quanh rồ. Ở phía dưới nắp này nó có mét in da băng nha các bạn. Mét in da băng. Đây các bạn. Ở trong góc khuất này nó có cái logo chữ M của Maruyama các bạn. Đây, trên này là mét in da băng ha. Rất là uy tín các bạn. Nó chạy một cái tum rời ha, rất là đẹp luôn. Đây, Maruyama ha, một con máy cực kỳ xuất sắc luôn các bạn, rất là đẹp, rất là hoàn hảo luôn. Đây là dải này cách nhiệt nha, dải cái đường khe hở này là nó cách nhiệt, không cho truyền nhiệt ra ngoài này ha, để mình ở ngoài này đỡ nóng ha, da vô hông mình ha, không có nóng. Này mình gọi là giải cách nhiệt ha. Và có tác dụng thứ hai là chống rung nha các bạn, chống rung chống sốc. Ở đây nó có đệm ron cao su ha, làm cho cái nó truyền động ra cái cần láp này nó không bị rung sốc ha. Đây các bạn, tay nắm của Maruyama ha, cùm ở đây ốc lục giác ha. Đây, tay ga có tích hợp công tắc nha các bạn, cực kỳ đẹp luôn, xuất sắc, một con máy rất là hoàn hảo các bạn, tìm một tì vít nhỏ cũng không có được các bạn,
Đây về phía bô lửa của nó này các bạn, rất là đẹp luôn. Bô lửa của nó đây, bô lửa này dòng bô hai mảnh ghép nha các bạn, hai mảnh nó ghép lại, do đó mình có thể tháo hai cái mảnh này ra để mình vệ sinh bô ha, vệ sinh đường thoát rất là thuận lợi ha. Cái máy động cơ hai thì cắt cỏ, đặc biệt là cắt cỏ nha, mình sử dụng một thời gian do nhớt xăng của mình không đúng tiêu chuẩn quốc tế đó, cho nên nó đóng cặn, nó có thể là nó bị nghẹt cái đường thoát của mình, làm cho máy mình chạy rất là yếu. Mình cứ tháo máy ra ha, tháo bô này ra mình vệ sinh đường thoát cho sạch sẽ ha. Ở video mình có hướng dẫn vệ sinh đường thoát rất là nhiều, các bạn tìm xem mà đọc ha, cách vệ sinh đường thoát. Thì mình vệ sinh đường thoát đâu đó nó thông thoáng là máy mình sẽ chạy mạnh lại bình thường ha, không có bị phải chạy xước sơ mi đâu ha. Máy chạy yếu là do nghẹt đường thoát nha các bạn, nghẹt đường thoát máy chạy cũng yếu, thiếu xăng máy chạy cũng yếu ha. Máy cực kỳ xuất sắc luôn các bạn, quá đẹp luôn, đẹp từ A đến Z luôn các bạn, zin từ A đến Z hết tất tần tật ha. Maruyama MB 260 này an toàn sử dụng các bạn, chẳng cỏ nó đây, cùi nó đây, cùi này rất là độc chiêu các bạn, cùi này là 24/7 nha các bạn, 24/7 có nghĩa là ở vòng ngoài này là 24 ha, ở trong là 7 khía ha, mình gọi tắt là 24/7. Nó có một cái chén úp ngược từ dưới lên để chống dính cỏ, rất là hữu hiệu luôn các bạn, rất là hữu hiệu, cỏ không thể nào mà lọt vào trong được, không không thể luôn. Ở dưới này cái chống mài mò rất là đã luôn các bạn, chống mài mò đây, cái chống mài mò rất là đã luôn, bền vô địch luôn ha, cái chống mài mòn này là xài hoài không hư luôn. Rất là êm, tổng thể cái máy mình đây các bạn, Maruyama MB 260 các bạn. Dòng máy này là dòng máy trâu, rất là trâu luôn. Đây, toàn bộ ở sau này tum rời mà toàn bộ sau này á bằng kim loại hết nha các bạn, do đó độ bền tăng rất là cao luôn các bạn. Phía này toàn bộ là kim loại ha, gắn cái tum vào này, gắn vô cái nền kim loại nha, rất là chắc chắn luôn. Các bạn quan sát lại lần nữa nha, máy của mình cực kỳ xuất sắc luôn. Chạy thì khỏi phải nói rồi các bạn, dòng này rất là mạnh mẽ luôn, mạnh mẽ và bền bỉ nha. Để mình nổ thử cho các bạn xem nha. Đầu tiên máy mình nguội mình cũng bơm xăng nha các bạn, bơm xăng đóng e gió nó đây các bạn, và lên ga thì mình giật khởi động thì máy nó sẽ ho, nó sặc lên một tiếng ha, sặc lên một tiếng mình mở e ra mình giật tiếp là nó sẽ nổ ha, còn nếu mà mình cứ đóng e hoài là không khi nào nó nổ được nha các bạn. Nó sặc một tiếng là chứng tỏ nó có lên xăng ha, và mình kéo e xuống mình giật tiếp là nó sẽ nổ ha. Còn khi cái máy mình đã khởi động xong rồi thì mình lần sau mình giật bình thường, mình cứ giật thôi, khỏi cần phải bơm xăng đóng e gì nữa ha các bạn. Rồi. Rồi mình nổ thử cho các bạn xem nha. Dòng MB 260 này hơi rất là dữ các bạn. Một dòng tua thôi các bạn, để mình cho các bạn xem
chỉ một vòng tua một thôi ha. Rất là nhạy nổ luôn. Mình giới thiệu cây máy Maruyama MB260 đến đây là tạm dừng nha các bạn. Xin mến chào và hẹn gặp lại các video sau nha. Nếu ai có nhu cầu thì xin liên hệ với số điện thoại của mình là 0765 959 958. Xin mến chào các bạn nha.